Tuy nhiên nói là vậy nhưng mà thật ra là cái quyền sở hữu của oxy lại không phải thuộc của nhà nước mà là thuộc một giáo phái, và cái điều này được ghi rõ trong một cái bia ký đặt trên một thiếu sĩ từ cả ngàn năm nay. Dĩ nhiên cái giáo phái đó họ cũng không có đứng ra tranh giành như cả quý vị, mà họ đưa cái quyền đó để cho nhà nước quản lý phục vụ cho du khách. Rồi về cái mặt địa lý thì nó có một câu chuyện như vậy quý vị. Còn về cái việc mà leo núi Phú Sĩ đó quý vị, thì người Nhật Bản ai cũng phải một lần leo lên ngọn núi này, và người ta chia thành 10 cái trạm từ dưới chân lên đỉnh núi, có 10 trạm khác nhau. Cứ đi một đoạn như vậy thì gặp một trạm, tới cái trạm số 10 là ngay đỉnh núi luôn thưa quý vị. Vậy là người ta mới tò mò, người ta không hiểu ai là người đầu tiên leo lên ngọn núi Phú Sĩ này. Thì sử sách ghi lại rằng cái người đầu tiên leo núi Phú Sĩ lại là không phải là một người bình thường mà là một nhà sư. Tên tuổi nhà sư này thì không lắm rõ nữa, cho nên người ta gọi là một nhà sư thuyết danh. Khi ông đi như vậy, ông cùng với một môn đệ của mình, ông cầm một cái đèn dầu, ông túc tắc ông đi. Cái người môn đệ của mình cầm một cái thùng dầu như vậy, bao giờ đèn dầu, cây đèn dầu của ông nó tắt đi, có nghĩa là nó hết dầu rồi, thì ông mới dừng lại và ông mới lấy cái dao ông chặt xung quanh để lấy cái chỗ dựa lưng nằm ngủ qua đêm, ngày mai đi tiếp. Cứ như vậy từ dưới chân núi lên đỉnh núi ông đi như vậy tất cả là 10 ngày quý vị, 10 ngày thì mới đến nơi. Vậy là những cái người đi sau theo cái nơi chỗ của ông nhà sư năm nào tới đó họ cũng phát quan làm láng làm liều để mà dừng lại đó để ngủ qua đêm. Và cứ như vậy hậu sinh đi sau tôn trọng cái dấu chân của tiền nhân, họ xây nên những cái trạm số 1, số 2, số 3 đó quý vị, là những ngôi nhà cấp 4. Những cái trạm, nói là trạm nhưng mà thực ra những ngôi nhà nhỏ thôi, để người ta có chỗ người ta ngủ lại qua đêm, ngày mai đi tiếp. Thì đó là câu chuyện của ngày xưa người ta chinh phục núi Phú Sĩ như thế nào. Còn ngày nay thì họ sẽ đi bằng xe bus tới cái trạm số 5. Như vậy lợi cho họ một đoạn đường rồi. Và từ cái trạm số 5 lúc này tất cả mọi người phải đi bộ. Khi đi như vậy thì có một huấn luyện viên, anh ta đi cùng đoàn và có nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Khi mà hướng dẫn người ta đi như thế nào, cái nơi nào cần nghỉ, cái nơi nào cần đi nhanh để làm sao mà xuất phát từ 11 giờ khuya. Vậy thì vì sao phải xuất phát từ 11 giờ khuya mà không phải đi ban ngày quý vị? Lý do là vì phải xuất phát cái giờ như vậy để mà khi lên tới cái đỉnh núi Phú Sĩ là khoảng chừng 4 giờ sáng để đón cái ánh bình minh đầu tiên. Và đó chính là cái mục tiêu của họ để chinh phục núi Phú Sĩ, tới cái trạm cuối cùng là trạm số 10. Lúc bây giờ cái anh huấn luyện viên sẽ đổi cái bộ áo quần kimono truyền thống và cùng các người khác đi quanh miệng núi lửa một vòng, làm những cái động tác lễ bái đối với nữ thần mặt trời, được xem như là quốc mẫu của nước Nhật, đó là bà Amaterasu. Vậy những câu chuyện về cái bà Amaterasu này thì Quang sẽ quý vị, có sẽ kể quý vị sau ở những cái thời điểm thích hợp. Như vậy thì cái việc đó nữa quý vị, là họ chinh phục từ 11 giờ đêm tới sáng hôm sau, sau đó chúng người ta lại đi xuống quý vị. Nếu như những cái người chuyên nghiệp họ leo thì chỉ có 5 tiếng là tới nơi rồi ha. Và sau đó người ta đi xuống. Vậy thì một năm nhà nước mở cửa để đón du khách leo núi từ thời gian bao giờ thưa quý vị? Bây giờ có leo được không? Chắc chắn là không. Bây giờ tuyết nó phủ như vậy rồi thì không thể leo được quý vị. Và muốn leo núi là phải những người vận động viên chuyên nghiệp thì mới leo được. Và quả thật nhà nước chỉ mở cửa vào 2 tháng trong năm, đó là từ ngày 29 tháng 7, ngày 1 tháng 7 cho tới ngày 29 tháng 8, thì cửa núi đóng lại. Và một năm như vậy chỉ được phép leo núi 2 tháng mà thôi, và chỉ những cái người có cái sự rèn luyện thể lực, khám sức khỏe đầy đủ thì mới được leo núi. Khi leo như vậy họ đi bộ, khi đi bộ như vậy thì họ cầm một cái
gậy như vậy quý vị. Và trên cái gậy đó có hai cái lục lạc. Vừa đi như vậy thì cái tiếng lục lạc nó khua vang như vậy quý vị, để mà xua đuổi thú dữ. Và thứ hai là để cho người, những cái người cùng lưng với mình biết được là mình đã đi tới đâu rồi, và khi gặp sự cố gì